Sắc mặt thiếu nữ bỗng nhiên cứng đờ. Cô dùng sức thoát khỏi vòng tay của Phương Nguyên, cúi xuống nhìn vào ngực mình. Nơi đó đang cắm một con dao găm sắc bén. Một đòn chí mạng, cả thể xác lẫn tâm hồn. Các dao khó tin nhìn Phương Nguyên, thân hình lảo đảo muốn ngã, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, thù hận và kinh hoàng. Đầy ngờ vực, Phương Nguyên tập trung nhìn thiếu nữ, lạnh lùng mở miệng nói: "Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đã cản đường thành công của ta. Đường Sơn Giã, ta không biết mình đã cản đường thành công của ngươi thế nào. Nhưng dù ngươi giết ta, ta cũng không hận ngươi. Có lẽ ngươi muốn báo thù. Mọi đau khổ trong đời ta đều để lại cho ngươi. Mong có thể giúp ích chút gì cho thành công của ngươi. Trước khi ta chết, có một yêu cầu nhỏ. Mong ngươi có thể ôm ta. Ta rất nhớ hơi ấm của ngươi. Nhưng Phương Nguyên đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiếu nữ. Hắn chăm chú nhìn cô, nhìn nét mặt cô dần dần cứng đờ, sự sống dần dần rời bỏ. Cuối cùng, thiếu nữ xinh đẹp như hoa đã trở thành một thi thể lạnh giá. Phương Nguyên nhìn khuôn mặt cắt dao, chìm vào im lặng thật lâu. Dù là ban ngày, thảo nguyên phụ cận vẫn một màu âm u. Lạc đà sói là con thú cưỡi tương đối xuất sắc ở Bắc Nguyên. Tuy Phương Nguyên có xương sói tứ chuyển của Trường Sơn Âm, nhưng tiêu hao chân nguyên không ít, không bằng cưỡi lạc đà sói tiện và nhanh hơn. Hừ, quả nhiên đến một con sói đực. Dưới sự chỉ huy của Phương Nguyên vô cùng xảo quyệt, không đáp lại, tiêu hao sức chiến đấu của sói đất, thời điểm đã đến. Xác người trắng của thực có tác dụng, nếu không có xác chết, để thuần phục con lạc đà sói này phải tốn không ít công sức. Phương Nguyên đứng tại chỗ, lấy lương khô ra, ăn cùng nước lạnh. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi giết Cát Dao. Cát Dao phải chết. Khi cô ta nhìn thấy Định Tiên Du, đã định sẵn cái chết của cô ta. Hơn nữa cô ta đã chứng kiến Phương Nguyên hỏa thân đến Bắc Nguyên, lại thấy hắn chôn tiền cốt, cùng cảnh tượng sử dụng chống đẩy ly hoán trản. Cô ta biết quá nhiều thứ. Trong lòng Phương Nguyên, đã sớm là mục tiêu phải giết. Không có vĩnh sinh, dù đè bệ đến đâu cũng chỉ là ảo ảnh. Giá trị tồn tại chỉ là phút huy hoàng chớp nhoáng mà thôi. May mà ta có xa đạo cổ trùng, việc theo đuổi trường sinh sẽ sớm thành công. Hắn đến Bắc Viên không phải để du ngoạn. Thời gian của hắn rất gấp, phải tranh thủ từng phút từng giây. Khi hôn xa đang từng bước chết đi, Xuân Thu Thiền đang dần hồi phục, mà tu vi của hắn vẫn chỉ là đỉnh tứ chuyển. Hắn phải đạt được thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, hắn sẽ vạn kiếp bất phục, thân tàn ma dại. Sau khi giết chết Cát Dao, Phương Nguyên để Hồ Tu Lăng nuốt sạch hồn phách của cô ta. Tất nhiên cũng không bỏ qua, dùng táng hồn sơn nuốt hết, giờ đã gửi vào trong Hồ Tiên Phủ Địa. Lăng lãng hồn sơn bị đánh tan hoàn toàn, Phương Nguyên cũng cẩn thận xóa sạch dấu vết bên đống lửa, không để lại bất kỳ mối nguy nào. Tóm lại, Cát Dao đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Dấu vết duy nhất, có lẽ chỉ là phân sói mà bầy sói thải ra. Cái gọi là sắc đẹp, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng. Bụi về bụi, đất về đất. Bầy sói ăn xong, Phương Nguyên liền leo lên lưng lạc đà sói, bắt đầu tiếp tục lên đường. Những ngày này, ta vẫn đi theo hướng mà Cát Dao đã chỉ. Gần đến rìa phục đô Thảo Nguyên rồi. Đi ra ngoài nữa, sẽ thấy dấu người. Phương Nguyên vừa đi đường, vừa kiểm tra không vỏ. Trong không vỏ chỉ còn khoảng 10 con cổ trùng. Ngoài Xuân Thu Thiền và Đầy Ly Hoán Trản Cổ, thì là cổ trùng của Bắc Nguyên. Cổ trùng từ Nam Cương Trung Châu đều bị Phương Nguyên gửi về Phục Tiên Hồ Địa. Thậm chí không giữ lại nguyên thạch nào. Một viên nguyên thạch Nam Cương tuy ở Bắc Nguyên cũng dùng được, nhưng vẫn khác với nguyên thạch Bắc Nguyên. Khí tức kiên cố kéo dài khoảng một tháng. Nếu trong thời gian này không có vấn đề gì, thì định hình cổ phiếu sẽ an toàn. Tiếp theo sẽ gặp thị trường chứng khoán Bắc Nguyên, không thể chủ quan, tốt nhất là trong thời gian này lại bắt thêm một con sói dẫn đường. Tăng số lượng sói lên hơn năm 2000 con. Đôi khi người còn đáng sợ hơn dã thú.
hơn 5.000 con sói, có thể răn đe phần lớn kẻ kiêu ngạo. Sau 2 ngày, cuối cùng đã đến rìa phủ đô Thảo Nguyên. Cuối cùng sẽ ra khỏi đây. Phía đông Ngũ Tiên phủ địa cũng phủ đầy cỏ bạc. Nếu không xử lý kịp thời, nơi đó e rằng sẽ phát triển theo hướng phủ đô Thảo Nguyên. Phủ đô Thảo Nguyên, ta sẽ còn quay lại. Đang nói thì đột nhiên toàn thân nhẹ nhõm. Từ khi vào Bắc Nguyên, hắn cảm thấy không thoải mái. Có một sự ràng buộc vô hình bao phủ bản thân. Giờ lớp ràng buộc này đột nhiên giảm bớt. Và khí tức của hắn cũng theo đó tăng lên. Từ đỉnh tam chuyển lên sơ cấp tứ chuyển. Cơ thể đang dần thích nghi với Bắc Nguyên. Tu vi dần hồi phục. Điều này rất có lợi cho kế hoạch tiếp theo của hắn Bắc Nguyên. Ta đã đến. Vang vọng trên đồi, hàng chục cổ thi và hơn nghìn con sói điên cùng giao chiến đẫm máu. Lũ sói điên chết tiệt này. Sói điên quá nhiều, ít nhất cũng có hơn 3.000 con. Thiệu tổ trưởng, chúng ta bị bao vây hoàn toàn rồi. Chiến đấu tiếp không có hy vọng, chỉ bằng đột phá về phía đông. Phòng thủ ở đó yếu nhất. Không, phía đông có vũng nước. Tưởng phòng thủ yếu, thực ra là Phong Lang Vương cố tình tạo ảo giác. Một khi chúng ta vào đó, là chui vào bẫy của hắn rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Đổi hướng, chúng ta quay lại, đột phá về phía tây. Nhưng chưa tìm thấy tiểu thư Cát Giao. Các ngươi về như vậy thì báo cáo với tộc trưởng thế nào? Cát Giao tuy là em gái ta, nhưng vì tư lợi cá nhân, không nghĩ đến đại cục của cả họ Cát, lại dám bỏ trốn hôn sự vì một người con gái tầm thường mà phải hy sinh bao anh hùng hảo hán. Không đáng. Ngươi là... Cẩn thận. Cổ sư phía sau vội vàng bảo vệ hắn. Đột phá thất bại. Từng đợt sóng sói liên tục ập đến từ hai bên, lại bao vây họ chặt chẽ. Cổ sư đã cạn kiệt chân nguyên. Sự xuất hiện của sói vương gây náo động trong đám đông. Sợ gì khi không có chân nguyên, ta còn có nắm đấm và răng nanh. Các dũng sĩ, đừng để lũ súc sinh này coi thường. Dùng máu của chúng ta để chứng minh chúng ta dũng cảm. Là người họ Cát, mọi người được hắn cổ vũ. Lập tức sĩ khí tăng cao, đều nảy sinh ý chí chiến đấu. Ta. Là độc tu lang. Kỳ lạ, bầy độc tu lang không phải chỉ hoạt động ở phục độc Thảo Nguyên sao? Sao lại chạy ra ngoài này? Chắc là do cổ thi điều khiển. Chúng ta được cứu rồi. Chưa chắc, độc tu lang chưa đủ 1.000 con. Còn phải xem thuật điều khiển sói của người này. Tệ quá, độc đạo cổ thi này bên cạnh không có lấy một thiên thú vương, chỉ có vài con bách thú vương. Làm sao cả nổi Phong Lang Vương xung phong? Không sao, chỉ cần cổ thi này tập trung độc tu lang một chỗ, tiến hành xung phong xuyên qua trận thế cũng có thể cứu chúng ta. Lời này giảm bớt lo lắng trong lòng mọi người. Nhưng khi họ vừa nhen nhóm hy vọng, Phương Nguyên khẽ động niệm, cả bầy độc lang như một chậu nước đổ xuống mặt đất, đột nhiên tản ra. Thế này, hắn đang tự tìm đường chết. Ta cũng không ngạc nhiên. À, đây là tứ chảo lang hào cổ, có thể khiến sức mạnh bầy sói tăng vọt, là một loại cổ vật quý giá. Người đẹp này lại là tứ truyền cổ thi. Nhận ra tu vi của Phương Nguyên, sau đó không ai dám lên tiếng chửi rủa nữa. Cổ thi Bắc Nguyên tuy ngang ngược, nhưng không phải kiêu ngạo bất tuân. Trong xương tủy họ tràn đầy sự tôn kính với kẻ mạnh và khiêm nhường trước sức mạnh. Giao chiến chưa được một lúc, phong lang quần liên tiếp thất thế. Chiến trường đầy xác phong lang. Cứ 10 con phong lang chết, mới hy sinh một con độc tu lang. Đây là thuật ngự sói tinh diệu gì vậy? Ta chưa từng nghe nói, vùng này ẩn giấu cao thủ như vậy. Phong lang vương xuất động,